khi mà ra Hưng Yên ấy, thì em ấn tượng với cái cụm năm tòa ở cái đường Hồ Thiên Nga ấy. Và đó là năm tòa, trong đó có hai tòa Landmark và ba tòa Ansen, là cái công trình biểu tượng của Eco Park. Bởi vì là suốt một cái năm 2021 thì mình nghe rất nhiều cái thông tin về cái là lần đầu tiên mà đưa khoáng nóng lên từng căn hộ, đó là chính là năm cái tòa của Eco Park. Thì lúc đấy em nhớ không nhầm thì vào cuối của năm 2021, thì cho đến bây giờ là giữa năm 2023 là khoảng hơn một năm rưỡi rồi, thì các tòa đã được cất nóng hết, cất nóc hết rồi, tiến độ xây dựng rất là nhanh. Với cái dãy Onsen Landmark ạ, thì vị trí của nó là ngay Hồ Thiên Nga luôn, nhìn thấy Hồ Thiên Nga luôn và ngay cạnh Hồ Thiên Nga luôn. Thì em nghĩ là cái vị trí đấy nó sẽ có hai cái giá trị. Giá trị đầu tiên là giá trị cho cái người ở những cái tòa nhà đấy, vì họ được sở hữu một cái tầm view quá là đẹp rồi, và cái việc là họ vui chơi tận hưởng Hồ Thiên Nga nó cũng rất là gần. Và cái thứ hai là giá trị mà nếu như mà cho thuê và khai thác du lịch. Bởi vì là thực ra là để mà đến với Eco Park thì mọi người có thể tham quan khắp nơi, nhưng mà cái điểm mà mọi người dừng chân nhiều nhất ấy, chắc chắn là Hồ Thiên Nga rồi. Và cái việc là người ta chơi Hồ Thiên Nga này, người ta picnic, rồi là người ta đi bộ, rồi người ta chơi các cái trò chơi dã ngoại ngoài trời đó, xong người ta lại đi muốn relax, muốn tận hưởng cái nghỉ dưỡng cao cấp hơn, thì người ta bước từ Hồ Thiên Nga bước vào Onsen Landmark cực kỳ gần luôn, đi bộ luôn vào đây, thì em nghĩ là một cái vị trí rất tốt để thu hút khách. Và trong cái quá trình mà em tìm hiểu về các tòa Landmark thì em thấy là nó là những cái tòa nhà rất đặc biệt. Cái đặc biệt thứ nhất đó là cái tên của anh mình nghe luôn, đó là đưa khoáng nóng từng căn hộ. Và cái này tức là ví dụ như là nếu mà khoáng nóng mà kiểu khoáng nóng ở dưới á thì nó rất là nhiều, nhưng mà khoáng nóng lên từng căn hộ thì đây là lần đầu tiên ở Việt Nam. Cho mọi người cái tận hưởng khoáng nóng á, không có thể tận hưởng khoáng nóng cách riêng tư á. Và khoáng nóng thì ngoài cái việc là mình relax thì khoáng nóng đây còn là khoáng nóng trị liệu nữa. Và đối khi mà bay Flycam á, mình sẽ nhìn thấy là cái hệ thống tiện ích ở dưới chân của những cái tòa này, nhà này rất là nhiều, sẽ là một cái hệ thống tổ hợp rất nhiều những cái vườn khoáng nóng và vườn gọi là như nhầm là các cái vườn phong cách Nhật Bản đấy, bởi vì là cái nôi của khoáng nóng là Nhật Bản mà. Và nó sẽ là một cái trải nghiệm rất thú vị khi mà mọi người kiểu khát khao được đến Nhật Bản để trải nghiệm cái văn hóa của Nhật Bản, thì ở đây mọi người sẽ được trải nghiệm cái văn hóa đấy, bởi vì cái đơn vị vận hành của những cái tòa nhà này cũng là đơn vị đến từ Nhật Bản. Họ sẽ mang thật sự mang cái văn hóa của khoáng nóng về đây. Rồi là em thấy cái thiết kế của mấy tòa nhà này cũng rất đặc biệt nhá, nhất là hai cái tòa Landmark là thiết kế kiểu như nào nhỉ, ba cánh ra, giống như kiểu có may mắn á, có ba lá á, thì mục đích chắc là để mà kiểu góc nào cũng lấy được view, bởi vì cái vị trí đó quá đẹp, bắt buộc là phải lấy view, cố gắng để lấy view á. Thì một phần là để lấy một cái view rất là rộng, với cả hai nữa là cũng để mà lấy được nhiều gió, nhiều ánh sáng và đưa thiên nhiên vào căn hộ mà, bởi vì là mình đang có cái thiên nhiên tốt nhất mà, mình phải tận dụng thiên nhiên chứ đúng không? Thì em thấy thiết kế rất là hay. Thực ra là cũng không mô tả hết được là nó là như nào, bởi vì là khi đến Eco Park thì em thấy tòa nhà nào nó cũng có một cái nét riêng, những cái nét hay á, kể cả một con đường vịnh đảo đấy em cũng thấy rất thích, mà rất thích lắm. Còn cái chỗ mà dãy Landmark này thì nó lại có một cái đặc tính riêng, và quan trọng là thi công rất là nhanh.